Cắn ly, không gặp một thời gian nhon hơn và đẹp hơn nha. Hai người sao rồi, dạo này có bận không? Tuy không bận, nhưng mà đâu có cảm giác mạnh như là bên CTU. Thật ra hôm nay tôi hẹn hai người đến đây là muốn mời hai người gia nhập CTU. Tại sao lại là chúng tôi? Madam nói chơi hả? Tôi đã xem tài liệu của hai người và đã thấy biểu hiện làm việc của hai người. CTU rất cần những người có tiềm chất như hai người. Nhưng mà trước khi gia nhập phải chấp nhận cuộc tập luyện sau khi đạt mới có thể gia nhập được. Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ làm hết mình. Nè, em thì sao? Là cảnh sát của đặc khu, có thể gia nhập vào CTU là vinh hạnh của em. Nhưng không thể không nghĩ đến cảm nhận của những người ở xung quanh. Má em chỉ có duy nhất đứa con này, mà em còn có đám bạn trai, anh nào anh ấy cũng rất yêu em. Cũng phải ha, lẽ nào lại bắt đám bạn trai đối chất chung với em? Tất nhiên rồi. Madam à, bỏ đi, mỗi người một chí hướng tùy ý của đi. Nhưng mà dự án của CTU đều có tính cơ mật cao, có phải không? Đương nhiên rồi, tất cả những dự án của CTU đều phải giữ bí mật, không thể tùy tiện nói với người khác. Với lại, cơ hội thăng tiến sau này bên CTU rất cao, nếu không gia nhập thì rất tiếc. Nè, Bỏ Nhi à, sau này em cũng đừng có đến nhà chị nhiều quá nha. Mua sắm đi chơi, ăn cơm hay là coi phim cũng đừng có rủ chị nữa. Chị không có muốn liên lụy đến em ha. Hey, tuy má em rất lo cho em, nhưng cũng đâu thể cho là em rút lui phải không? Nhưng má em chỉ có duy nhất mình em thôi. Hey, còn có em trai mà. Hơn nữa có chị Qua và Madam giúp đỡ, làm sao có chuyện được. Vậy còn đám bạn trai của em nữa, họ sẽ rất đau lòng đó. Mấy chuyện yêu đương chỉ là chuyện nhỏ thôi, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Quan trọng là ba chị em mình có thể ở bên nhau. Từ nay ba chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người đó là thành viên của đội chống khủng bố. Đội chống khủng bố là một tổ chức tiền tuyến chống lại phần tử khủng bố, đòi hỏi kỹ thuật cao và sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Mọi người đều là tinh anh, sắp tới thì mọi người phải tiếp nhận một cuộc tập luyện nghiêm ngặt về chống khủng bố. Hơn nữa, mọi người cần phải thông qua đợt tập luyện này. Chỉ cần một trong các hạng mục không đạt thì sẽ lập tức bị loại ra khỏi tổ chức. Có rõ không? Yes, sir. Đây là cây súng của hành động phá nổ. Bắt đầu. Mọi người chỉ có thời gian một phút để xuyên qua tường chống lửa. Khi hết thời gian, cảnh hiệu sẽ reo. Bắt đầu. Nhiều lệ qua, cô nữ học sinh trong tiệm bánh mì đó mặc đồng phục màu gì? Dạ xanh và trắng. Được, Bảo Nhi, biển số xe của chiếc xe buýt đó số mấy? FB8780. Hôm nay là bắn đạn thiệt. Mục tiêu là hai người, cùng thời gian đó là một người phải bắn trúng hai mục tiêu. Học viên nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại ra khỏi cuộc huấn luyện. Có biết không? Yes, sir.
Tôi rất vui mừng. Khả năng bắn của mọi người đã vượt quá kỳ vọng của tôi. Trong đó có vài người được điểm rất cao, nhất là Albert. Và hôm nay những học viên phải rời khỏi chúng ta là Albert. Sao vậy sếp? CTU là phải nói tới quan hệ đồng đội và cần phải phục tùng mệnh lệnh. Chỉ dựa vào khả năng bắn giỏi của anh không có nghĩa là anh có thể coi thường mệnh lệnh, và cũng không có nghĩa là anh có thể độc hành độc đoán. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân sẽ có một ngày làm hại đến đồng đội. Tuyệt đối chúng tôi không cần anh hùng như vậy trong đội. Anh đã bị loại.